Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là admin của kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Chúc tất cả các bạn có những phút giây thật là vui vẻ. Các bạn thân mến, theo y học cổ truyền thì cây lá bỏng có vị nhạt, hơi chua, chan chát và có tính mát, không độc, có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, tiêu độc, giúp vết thương nhanh chóng lên da non và rất nhiều. Cây lá bỏng còn có tên khác là cây sống đời, trường sinh, diệp sinh căn, mọc hoang và được trồng phổ biến ở khắp nơi để làm cảnh và làm thuốc. Cây sống rất lâu, lá rụng xuống đất, có thể mọc ra rễ và phát triển thành một cây non. Đây là một loại cây thường được trồng trong vườn và làm cảnh và hơn nữa là làm thuốc. Và ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ cho các bạn chi tiết cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng cây lá bỏng này. Vậy thì cách làm và áp dụng như thế nào thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị từ 5 cho đến 6 lá bỏng. Đầu tiên thì các bạn cần phải sơ chế thật sạch bằng cách các bạn rửa, sau đó ngâm qua một chút nước muối loãng, chúng ta sẽ ngâm khoảng 5 phút. Sau khi các bạn đã ngâm xong thì chúng ta sẽ cho cây lá bỏng này vào giã nát. Tiếp theo thì các bạn sẽ vắt riêng phần nước và phần bã ra. Đấy, và bây giờ chúng ta đã sử dụng như sau. Các bạn sẽ sử dụng phần này để phần nước để thoa lên búi trĩ. Sau khi thoa xong thì các bạn sẽ dùng phần bã và đắp trực tiếp lên vị trí đó, có nghĩa là đắp trực tiếp lên hậu môn. Các bạn sẽ dùng miếng gạc nhỏ băng lại giữ cho lá bỏng ở hậu môn. Các bạn sẽ đắp tầm 1 tiếng là có thể tháo ra. Còn nếu các bạn để hơn nữa thì càng tốt. Nhưng thông thường thì khi các bạn đắp sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút thì chúng ta có thể đắp khoảng 1 tiếng bỏ ra là được rồi. Với cách này thì mỗi ngày các bạn sẽ áp dụng 3 lần, sáng, trưa và tối. Và để có hiệu quả cao và điều trị nhanh thì các bạn phải đắp liên tục trong vòng 1 tháng. Và lưu ý, khi áp dụng điều trị thì các bạn nên ăn những chất mát như rau, củ quả, ăn nhiều lên, hạn chế ăn đồ ăn nóng, đồ ăn cay. Và như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng lá bỏng. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Và hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn thân mến, theo y học cổ truyền thì cây lá bỏng có vị nhạt, hơi chua, chan chát và có tính mát, không độc, có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, tiêu độc, giúp vết thương nhanh chóng lên da non và rất nhiều. Cây lá bỏng còn có tên khác là cây sống đời, trường sinh, diệp sinh căn, mọc hoang và được trồng phổ biến ở khắp nơi để làm cảnh và làm thuốc. Cây sống rất lâu, lá rụng xuống đất, có thể mọc ra rễ và phát triển thành một cây non. Đây là một loại cây thường được trồng trong vườn và làm cảnh và hơn nữa là làm thuốc. Và ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ cho các bạn chi tiết cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng cây lá bỏng này. Vậy thì cách làm và áp dụng như thế nào thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị từ 5 cho đến 6 lá bỏng. Đầu tiên thì các bạn cần phải sơ chế thật sạch bằng cách các bạn rửa, sau đó ngâm qua một chút nước muối loãng, chúng ta sẽ ngâm khoảng 5 phút. Sau khi các bạn đã ngâm xong thì chúng ta sẽ cho cây lá bỏng này vào giã nát. Tiếp theo thì các bạn sẽ vắt riêng phần nước và phần bã ra. Đấy, và bây giờ chúng ta đã sử dụng như sau. Các bạn sẽ sử dụng phần này để phần nước để thoa lên búi trĩ. Sau khi thoa xong thì các bạn sẽ dùng phần bã và đắp trực tiếp lên vị trí đó, có nghĩa là đắp trực tiếp lên hậu môn. Các bạn sẽ dùng miếng gạc nhỏ băng lại giữ cho lá bỏng ở hậu môn. Các bạn sẽ đắp tầm 1 tiếng là có thể tháo ra. Còn nếu các bạn để hơn nữa thì càng tốt. Nhưng thông thường thì khi các bạn đắp sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút thì chúng ta có thể đắp khoảng 1 tiếng bỏ ra là được rồi. Với cách này thì mỗi ngày các bạn sẽ áp dụng 3 lần, sáng, trưa và tối. Và để có hiệu quả cao và điều trị nhanh thì các bạn phải đắp liên tục trong vòng 1 tháng. Và lưu ý, khi áp dụng điều trị thì các bạn nên ăn những chất mát như rau, củ quả, ăn nhiều lên, hạn chế ăn đồ ăn nóng, đồ ăn cay. Và như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng lá bỏng. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Và hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.